Nghe nè, hiện tại tới nhà anh Niên nè, tới nhà anh Niên nè, mình đang cũng uống nước ngọt nha anh em một chút, còn cái mồi kia thì mình chiên nước mắm, mình ghim nước mắm giống như bữa hổm mình ghim nhà anh Niên ở đầu bếp, mình được ba con hú này với bốn con cua, mấy anh em mình nước mồi còn bồ câu với mấy con cua, tù hú mấy con hú trong tủ lạnh, bốn con hú trong tủ lạnh mình chiên nước mắm mình ăn. Đây, ok chưa?